Mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mi nhũn ra hả Bông Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi. Bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Tại Đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy. Đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh. Bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện. Sao mẹ la? Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn. Nếu không thì điện giật tụi con chích nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi nữa rồi. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại. Mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm. Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu. Tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 50 triệu người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ. Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà Đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu.
Oh yeah, xong rồi. Hai ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bếp màu vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết giờ? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cà cao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè, còn đem gieo hạt cà cao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi, tụi con xin lỗi bếp bơ vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được đấy chứ. Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình chèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này, dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả ba đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tha cho tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha. Phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái. Lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dữ vậy. Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì. Giờ không được ăn là cắn chắc rồi. Mà vui, không vui thế nào á. Hai bạn cao, còn mình thấp. Chơi cái này không công bằng gì trơn á. Ai biểu bạn thấp làm chi? Bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu. Đợi mình cao không có được chứ bộ.
Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con không có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu đều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất, giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đốm đúng là tham ăn mà. Vậy tao tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bụng bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ, đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bạn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình, đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, 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 bắt bỏ tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Yeah. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tòa bụng bự dễ thương. Có phải thấy không bị cáo đốm? Ờ, thầy... Rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đó mà. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tòa? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tòa gì tầm bậy quá vậy hả? Sao? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy,
khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè. Cả ba bạn hay quá, ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con cho con một cây. Cây nào mạnh nhất, mình chấm trước đi. Con cần tiền. Thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Nói thật mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc. Toàn quá chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn quá chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Chiếc bình đẹp quá vậy ba. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè. Chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem thì vừa thôi. Coi chừng tham quá là mất phải là quyền thì tiêu luôn á. Thôi đem vừa thôi. Xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói thôi mà. Wow, đúng là xứ sở thần tiên có khác. Đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất.
Thôi mình lấy đất về thôi. À đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Tê to, bao nhiêu nói được rồi, về thôi. Để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ. Lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có việc gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá. Mình đau quá. Đã nói mà không nghe. Ai bảo mày tham lam quá vậy? Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Nãy giờ ta to diễn xong lại lấy hộp bắp thôi à. Ủa đang coi siêu nhân mà bắt mới chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc có mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Đến xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye đúng. Bụn bự về để mình về chung với. Bye bye đúng nha. Mình cũng trốn nữa. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ này chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Mới đi chơi về hả con? Dạ, mà con đói quá mẹ. Có gì ăn không mẹ? Mẹ không nấu phần con, nên con tự kiếm đồ ăn đi. Hả? Sao lại không nấu phần con? Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có gì gì vậy ba? Con đi chơi cả ngày, cũng không thèm xin phép hay là báo cho ba mẹ biết. Cho nên mẹ lo chứ sao? Trời ơi, thì ra là vậy, tưởng chuyện gì? Con đi chơi thì con vui, nhưng con đâu có biết ba mẹ ở nhà lo cho con như thế nào đâu. Con ở nhà bụng bự chơi thôi, chứ có đi đâu đâu mà lo.
Hồi nhỏ ba cũng như con, cũng làm cho bà nội lo đó. Khi ba hiểu ra thì ba không tái phạm nữa. Con nên tự suy nghĩ lại đi. Dạ. Mình đâu có sai đâu ta. Không biết hồi đó ba như thế nào ha. Chắc vì bà nội không cho ăn như mình quá. Muốn biết thì xem thôi. Ê, cái người biết nói. Ừ, muốn coi ba ngươi mà. Đây là ba ngươi lúc nhỏ đây. Ồ, hay vậy. Không biết nó đi đâu từ sáng giờ không thấy. Sắp mưa lớn mà còn chưa về nữa. Ba nội kìa. Nhưng ba đi đâu ta? Trời sắp mưa rồi. Ba ngươi á, đây nè. Trời ơi, ba lì ghê luôn. Sắp mưa rồi mà không chịu về nữa. Phải đi kiếm nó về ngay trước mưa mới được. Còn với cái, trời ơi, gió lớn như vậy mà bà phải đi tìm ba. Thiệt là hết nói với ba mà. Bà nội té rồi kìa. Giờ ba ở đâu còn không biết nữa. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Cái thằng quỷ sứ. Con đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi với mấy đứa bạn chứ đi đâu. Hết nói nổi mà. Bà nội giận rồi kìa. Thôi được rồi, con hiểu là được rồi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, con đi liền. À, mẹ đợi con tí. Cảm ơn Gương nhiều nha. Mình sẽ ngoan ngoãn xin phép ba mẹ trước khi đi chơi. Mình hứa đó. Được rồi, cố lên. Trời sắp mưa rồi đó. Ma rồi đi con. Lại nữa rồi. Mưa gì mà mưa hoài à. Không đi đâu chơi được hết. Chán quá đây ông mùa hè ơi. Chuyện gì? Hả? Ông là ai? Sao về nhà con? Ta là thần mùa hè. Đang bay đông chơi thì nghe con la lối, nên ta mới xuống xem sao. Thật hả? Ông ơi, ông làm trời hết mưa được không ông? Sao vậy? Mưa mát mà con. Con chỉ muốn đi chơi thôi. Mà trời mưa hoài như vậy, con không đi chơi được gì hết á. Ở nhà hoài chán lắm. Cũng có lý. Mùa hè mấy đứa được nghỉ học mà lại không được đi chơi thì quá uổng phí. Đúng rồi đó ông. Ông mau làm hết mưa đi. Được thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều hậu quả lắm đó. Không sao đâu ông, chỉ là không mưa thôi mà. Hay quá, đi chơi thôi. Đã một tháng nay không mưa, tình hình mùa màng đang bị hạn hán, giá nông sản sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới. Nắng nóng quá trời mà không chịu mưa. Sao ai cũng chán vậy ta? Thôi, mình đi chơi đi. Phải ngươi không? Người nói ông thần mùa hè không cho mưa nữa đúng không? Dạ, đúng. Nhưng ông là ai? Ta là thần đông. Vì ngươi mà ông thần mùa hè không cho mưa nữa. Sao mình nghiêm trọng vậy được? Đây, thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Trời ơi, ra nông nỗi này luôn rồi sao? Sao họ khóc vậy ông? Còn hỏi nữa sao? Chính người mong muốn không có mưa để đi chơi. Giờ thì không mưa cả tháng. Ruộng vườn đến sông suối đều khô hạn. Bao gọi mưa về cho ta. Đồ ích kỷ. Con hiểu rồi. Con sẽ nhờ thần mùa hè ngay. Con biết sợ rồi sao? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ông thần nông, xin lỗi ông thần mùa hè.
con sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Con nên nhớ, có nắng thì phải có mưa, không thể đảo lộn quy luật tự nhiên theo ý muốn được, vì sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Dạ, con hứa là con sẽ không làm như vậy nữa. Rồi, mưa đây. Mà có mưa mới đúng chứ. Ba ơi ba, có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Bụng bự hẹn con chiều nay chạy đấu vật mà bạn đó mập như vậy, con sợ thua với bạn đó mất. Như vậy thì sẽ mất mặt với tay to lắm. Mà giúp con nha. Trời, nhưng mà tại sao tự nhiên hai đứa lại hẹn đấu vật vậy? Bạn đó cứ khoe bạn nó khỏe, rồi còn khoét lát cái tay to nữa. Con không tin bạn nó nói thật, rồi bạn thích con đấu vật đó mà. Chà chà, ba thì không có ủng hộ việc này đâu nghe. Nhưng mà ba sẽ giúp con, không bị bạn giật te tua. Hay quá, có cái gì mà làm con mạnh hơn hả ba? Không phải đâu, cái này nó chỉ giúp cho con có sức khỏe bằng với bụng bự thôi. Hả? Là sao hả ba? Con có thấy khi đấu vật người ta chia ra nhiều hạng cân không? Đó là do người ta muốn có sự công bằng con và bụng bự. Ồ, hay quá, con cảm ơn ba nha. Nhưng mà con phải nhớ, sau khi cân bằng con chỉ được dùng sức một lần thôi. Nếu muốn cân bằng lại con phải bấm cái nút này lại đó nghe. Dạ con biết rồi. Nè, mang theo cái gì vậy? Tính ăn gian hả? Mình mà còn ăn gian bạn hả? Đây là cái máy giúp cho mình và bạn, ngang tài ngang sức đó. Nhưng sao phải sử dụng nó vậy đó? Bụng bự mập như vậy, nặng hơn mình, đấu vật với mình thì làm sao công bằng được. Phải dùng cái máy này để cân bằng hai bên đó. Tưởng gì, dù sao á mình cũng thắng bạn thôi. Được rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Hôm nay đớm thiệt là lợi hại, ngang tài ngang sức với bụng bự luôn. À, sao hả? Bụng bự đã biết sự lợi hại của mình chưa? Bạn hay lắm, nhưng mà cứ như vậy á, chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu. Con trai á là phải rõ ràng, mai tụi mình đấu tiếp. Trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ có dùng tấm thảm này cũng đâu có phân thắng bại được. Làm sao thắng bụng bự bây giờ? À, mình có cách rồi. Nếu mình ngang sức với Châu, vậy là mình có thể mạnh hơn cả bụng bự rồi. Bạn Châu ơi, bạn bấm vào cái nút này đi. Có chuyện gì hả Đơm? Chuyện gì vậy nè? Cảm ơn Châu nha. Mình đây đây. Cứu mình với. Cứu mình với Đơm ơi. Mày dù có sao không? Mình giúp té rồi bị cục đá này rớt từ đâu xuống, đè chân mất rồi. Đến giúp mình với. Chết mình rồi, nếu mình dùng sức lấy cục đá này ra thì sẽ mất đi sức mạnh của Châu. Mà không được, không thể để mặt chuột được. Cảm ơn Đốm nhiều lắm. Thôi, mình có việc phải đi rồi. Mình đi đây. Không cần phải đi nữa đâu. Ủa, tao bụng bự sao lại ở đây? Bạn đã sử dụng sức mạnh có được để làm điều tốt, tụi mình thấy hết rồi. Không có nên thi thố, hơn thua với bạn như vậy. Ai khỏe hơn á cũng không quan trọng đâu. Quan trọng á là mình biết sử dụng nó cho việc tốt. Mình cũng xin lỗi vì mém gian lận. Ừ. Chịu thua đi, lần này ngươi không thắng được ta đâu. Mơ tiếp đi. Kết quả lần này là ta sẽ thắng. Cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền hỏng nặng, phải đáp gấp. Phi thuyền hỏng nặng, phải đáp gấp. Ý trời ơi, đếm gì con, còn đứng đó nữa. Ôi cha, xem chút nữa là tiêu tùng rồi, tại ngươi đó. Xem lại mình đi, tại ngươi thì có.
có chuyện gì vậy hai cậu trẻ? Ồ, chào anh trai, xin giới thiệu, tôi là tay đua phi thuyền số 1 vũ trụ. Vào đây là người muốn làm địch thủ của tôi. Anh thông cảm đi, tên này da đập đầu quá mạnh nên đầu có vấn đề rồi. Tôi mới là tay đua số 1 vũ trụ. Ê, thôi, tôi hiểu rồi. Hai cậu đang cạnh tranh vị trí số 1 chứ gì. Vậy thì phi thuyền vũ trụ vẫn cần phải sửa chữa để đua tiếp chứ. Đúng rồi đó anh trai, sửa nhanh để đua nữa chứ. Trên hành tinh này có chỗ nào sửa không anh? Kéo về sửa của tôi đi, tôi cũng rành mấy cái máy móc này lắm ha. Ba ơi, có cơm rồi. Để ba làm cho xong, sáng mai hai người đó còn đua nữa con. Ồ, vậy để con phụ ba nha. Tranh thủ phá phi thuyền của tên kia một tí, để hắn khỏi làm phách nữa. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi sửa chữa. Khi đạt giải nhất, chắc chắn tôi sẽ chia giải thưởng với anh. Anh khỏi chờ cái tên này nha, vì giải thưởng quán quân là của tôi chắc rồi. Bây giờ tụi tôi đi nha. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là hôm qua mình phá cái mỗi phi thuyền của hắn thôi mà. À, thì ra tối qua ngươi cũng mò qua phá phi thuyền của ta hả? Cả hai cậu tối hôm qua hai phiên nhau phá hỏng phi thuyền của người kia đúng không? Rồi bây giờ còn đổ thừa cho nhau nữa hả? Ganh đua là cơ sở để tiến bộ, nhưng phải ganh đua lành mạnh. Chứ nếu không thì cả hai đều dậm chân tại chỗ vì những cái trò xấu của mình. Có khi bây giờ đã có người khác về đích trước rồi. Hai cái phi thuyền này tự sửa đi, tôi không sửa nữa đâu. Mai mốt cạnh tranh trên đường đua thôi ha. Ê, 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 nhìn kìa, ông mặt trăng cũng ngủ gục giống mình trong lớp nữa kìa đó. Mắc cười ghê. Thì buổi tối ai cũng buồn ngủ chứ bộ. Hơn nữa, ông mặt trăng làm việc quanh năm thì mệt cũng là bình thường thôi. Mà ông mặt trời á, mình thấy còn chiếu sáng cho muôn loài nè, mang sự sống tới cho mọi vật được. Chứ ông mặt trăng thì có làm gì buổi tối đâu, toàn ngủ khò khò không à. Được rồi, từ ngày mai ta nghỉ đi du lịch luôn cho biết. Chết rồi, mình nói vậy ông mặt trăng cũng nghe được hả? Chả biết được, mà chắc không sao đâu. Mặt trời quan trọng hơn, chứ mặt trăng thì có cũng được, không có cũng được mà. À, ông trăng đi thiệt rồi kìa. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Tin mới nhận, thủy triều bỗng nhiên dâng cao vào giữa trưa. Nhiều du khách tắm biển không đề phòng đã bị cuốn vào dòng nước. Trời ơi, tình hình tệ quá. Có cách nào khắc phục không hả ba nó? Thủy triều lên xuống là nhờ có lực hút của mặt trăng. Bây giờ mặt trăng biến mất tiêu thì thiên tài khoa học cũng bó tay thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thấy chưa, mình đã nói mà. Ai biểu mấy bạn chọc ông trăng làm gì? Mình đâu có ngờ là ông trăng lại quan trọng như vậy đâu. Thôi, đừng cãi nữa. Tụi mình làm sai nên bây giờ mới đi sửa sai nè. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi xin lỗi ông trăng, chứ không phải cãi lộn đâu. À, đớp nói có lý á. Đớp, có chân kìa. Xong rồi, không kịp né rồi, thiên thạch to quá. Mấy đứa có sao không? Ồ, một chiêu đánh tan thiên thạch của ông mặt trăng đây sao? Ngầu ghê. Cũng bình thường thôi, cao thủ ẩn mình mà. Ông mặt trăng ơi, tụi con xin lỗi vì đã nói về ông không tốt. Tụi con không ngờ ông là quan trọng với cuộc sống như vậy. Ta biết trách nhiệm của mình mà. Mặt trăng rất quan trọng đối với trái đất. Nếu không còn mặt trăng nữa thì trái đất sẽ mất ổn định, hàng loạt núi lửa sẽ hoạt động và động đất thường xuyên xảy ra. Trời, nguy hiểm quá. Chưa hết đâu, mất đi mặt trăng thì trục trái đất sẽ bị đảo lộn. Mỗi ngày trên trái đất chỉ còn 6-8 tiếng mà thôi. Các mùa xuân, hạ, thu, đông cũng biến mất luôn. Hả? Nhưng mấy cháu đừng có lo, vì ta sẽ không bỏ rơi trái đất đâu. Còn bây giờ thì cùng về nha. Mẹ,
gì vậy? Có một con quái thú đang bám vào người mẹ, mẹ còn bắt nó. Lại chơi game nữa hả? Đớp, đứng lại đó. Đớp. Mẹ mình cấm mình chơi game này rồi. Cấm thôi hả? Mẹ mình còn lấy chỗ lông gà ruột mình kìa. Ê Đớp, hay là chúng ta nâng cấp game này lên đi. Nâng cấp sao hả? Chúng ta đem bọn quái thú này ra ngoài luôn. Khi đó thì chúng ta sẽ săn đã hơn nhiều. Đem quái thú ra ngoài? Đúng vậy. Bắt người nè, lại chết nè. Ta phải thu phục người. Cái gì vậy đem bự? Con bị ma nhập hả? Con quái thú này thiệt là lợi hại. Trốn đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Con tìm cái gì vậy đó? Cuối cùng người ta cũng tìm được ngươi. Xem ngươi trốn đi đâu. Trời đất ơi, nó dám kêu ba bằng ngươi luôn. Hãy xem cái thông kỳ của ta, thu phục ngươi đây. Trời, nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hai thằng nhóc này bị sao mà cứ như là ma nhập vậy hả anh? Hai đứa này thiệt là quá lắm rồi. Là sao hả anh? Hai đứa nó chế tạo ra cái kính ảo giác để mang quái thú trong game ra ngoài, nên nó nhìn thấy chúng ta đều bị ảo giác là quái thú mà nó cần săn đó. Ba ơi, bắt quái thú, bắt quái thú phụ con ba ơi. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Làm sao cứu tụi nó bây giờ hả anh? Đúng là game săn thú, thật là đáng sợ. Xém chút nữa là mình đánh trúng ba mình rồi. Mình cũng vậy, mình thề là mình sẽ bỏ game này luôn. Hai đứa mê game bỏ học, giờ lo tập thể dục cho khỏe tinh thần, xong rồi chép bài và học bài thêm đi. Dạ. Bỏ game, bỏ game, bỏ game. Xì hơi gì chứ, cái này gọi là đánh rắm. Ai thả bom kỳ vậy ta? Bụng bự, có chuyện gì mà nhìn bạn buồn vậy? Bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ. Thiệt ra thì hồi nãy ở lớp học á, mình là người thả bom á. Là sao? Tại mấy hôm nay mình ăn nhiều khoai lang quá, thả bom liên tục mà. Cách vài phút là... Tay to, chạy! Buồn thả bom nữa kìa! Sao nói bạn bè là phải chia sẻ với nhau mà? Sao bỏ chạy hết trơn vậy? Xin lỗi bạn, chuyện này không thể chia sẻ được. Mình nghĩ phải đi khám bác sĩ thôi, chuyện này phức tạp. Đúng, chạy thôi kìa, buồn bự tiếp tục thả bom. Không mới đi học về. Hôm nay ở trường có chuyện gì mà vui lắm hay sao mà con cứ cười hoài vậy đốm? Dạ, hôm nay vui lắm ba. Bụng bự, liên tục thả bom rồi các bạn ai cũng bỏ chạy. Cái gì? Ai thả bom? Có ai bị gì không con? Dạ không, ba mẹ đều hoảng hốt. Không phải bom thiệt, mà là bom nguyên tử. Hả? Bom thối đó, là đánh rắm, xì hơi á. Vậy mà làm mẹ hết hồn à. Chuyện vậy mà con vui lắm hả? Dạ vui chứ. Vừa bụng bự không chỉ thả một lần mà liên tục luôn. Đánh rắm là tốt con à. Chứng tỏ là hệ tiêu hóa của bạn con rất là tốt. Nó thực chất là hoạt động sinh lý tự nhiên của con người để đẩy những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài, nhằm giải thoát cho cơ thể khỏi một số chứng bệnh liên quan. Vậy hả mẹ? Vậy mà con với là to còn
kêu bạn ấy đi khám bác sĩ á. Chuyện này không có đáng lo con à, ai cũng nhiều lần đánh rắm mà. Chào các bạn. Sao các bạn? Tại các bạn sợ bụng bự thả bơm thối đó. Chính là hai bạn đi nói cho các bạn biết á hả? Mình đã tin tưởng hai bạn mới chia sẻ bí mật mà hai bạn lại. Hôm qua mình mới được nghe ba mẹ giải thích đó. Đánh rắm là sinh lý bình thường thôi. Tụi mình là bụng bự bị tổn thương rồi. Mình làm sai rồi đó mời. Giữ bí mật cho người khác là một việc rất quan trọng. Bắp tới rồi, bắp tới rồi. Đòi mình nặng như cái lu vậy á. Trời ơi, đau lưng quá. Bưng nặng như vậy phải để bụng bự bưng mới đúng á. Thôi, phàn nàn ngoài. Mình đem bắp tới rồi nè. Sắp được đổ bắp rang ăn rồi. Ê Đốm, Đốm, lại đây coi nó ghi cái gì nè. Lạ lắm. Hàng cam su dung là sao? Ghi gì mà không có dấu? Khó đọc quá trời luôn á. Chắc là hàng cam sử dụng, tức là hàng này là sản xuất từ Campuchia đó. Có lý. Hồi trước ba mình có từng qua Campuchia chơi đó. Có khi nào là hàng cấm sử dụng không ta? Thôi kệ, nổ bắp rang ăn đi. Hàng nước nào cũng vậy à. Thấy mấy cà bắp bụng bự làm việc hiệu quả không? Trời ơi, làm gì vậy? Tuyệt chiêu hay đó. Mấy cà bắp bụng bự, thêm bơ vô đi. Yêu ơi, hai ông con trai ở giờ thương. Ở giờ sống lâu mà, đúng không đó? Chín chưa, chín chưa? Bắp nổ chưa? Đợi xíu đi, gần nổ rồi. Bắp nổ rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Mọi người mau trốn đi. Chúng ta là liên minh bắp rang, chúng ta được sinh ra để thống trị loài người. Liên minh bắp rang thống trị loài người, có ăn được không? Ăn cái đầu bạn á. Xông lên anh em, chúng nó đòi ăn cả chúng ta kìa. Tấn công. Căn cứ là bàn đạp đầu tiên để chiếm lấy thế giới. Thiếu rồi, nhà bị chiếm rồi. Một lát ba mẹ già, ông biết nói sao luôn á.
Vậy dùng chữ trên nồi là hàng cấm sử dụng đó. Có lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải giành lại nhà từ tay bọn chúng. Được lắm. Kế hoạch là chúng ta sẽ loại từng tên một, không cho chúng có cơ hội hợp tác với nhau. Bánh mì ngọt còn phát mặt ong nữa chứ. Thành công rồi. Các bạn nhớ đừng làm chỗ này ở nhà nha. Cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Xong một tên còn bốn tên nữa. Được, thừa thắng xông lên. Còn lại ba tên thôi. Lần này là ba chọi ba. Chúng ta sẽ tấn công chính diện luôn. Bọn liên minh bắp rang kia, đầu hàng đi. Bọn ta này giữ đồng bọn với các ngươi. Đúng rồi, nếu các ngươi không đầu hàng, tăng hết hai tên này luôn đó. Bạo lực quá, nhưng mà bạn ta làm thiệt đó, nhìn cái bụng là biết rồi. Trời ơi, các ngươi to gan lắm, dám đe dọa cái liên minh bắp rang này à. Anh em đâu, tấn công. Bộ tưởng bọn ta tay không bắt giặc hả? Không chuẩn bị gì mà bước vào đây sao? Bụng mượn tay to, xuống nước tiến lên. Người dám tấn công anh em của ta. Đây là hình dạng cuối cùng của ta. Liên minh nhập làm một. Chiều này của các ngươi chỉ tắm mát cho ta thôi. Chết rồi, nước không có tác dụng với hắn nữa. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Thôi xong rồi, kỳ này tiêu chắc. Có chết mình cũng phải cạp tụi này một miếng. Thả ra, thả tay ta ra. Có cách rồi. Thả ra. Ủa mỡ, đẩy hắn vào đây nè. Cuối cùng cô bắt được hắn rồi. Hắn bị thu nhỏ trở lại thành hạt bắp rồi. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy đớm? Dạ, tụi con. Để nhà cho liên minh quậy phá như mấy đứa là không ổn. Dọn dẹp nhà ngay. Cá nhiều quá ha Bụng Bự. Hôm nay mình có canh chua cá rồi. Hai bạn câu tiếp đi nha. Mình đi ra đây một chút xíu thôi. Đúng, đi đâu vậy? Bí mật. Đúng, đi đâu mà lâu vậy? Lâu thiệt.
Bạn đi đâu lâu quá vậy? Tụi mình tưởng bạn bị chó sói ăn thịt rồi chứ. Vậy hai bạn có sợ chó sói không? Trời, chó sói cái gì đâu mà sợ. Nó mà ở đây hả, mình sẽ đánh nó một trận te tô luôn. Mình cũng sẽ đánh cho chó sói kỹ răng luôn. Hai bạn giỏi ghê. Chứ sao? Mà sao giọng bạn lạ vậy? Phải đó. Chó sói sao? Sợ rồi à? Thôi đi Rơm, đừng có dạy chó sói nhát mình nữa. Chó sói thiệt. Tay to, tay yếu rồi. Sao giờ bụng bự? Mình cũng biết làm sao nữa. Sao hai người nói là sẽ đánh gãy răng ta mà? Chỉ là nói đùa thôi mà. Hôm nay ta có một bữa ăn thật no say với hai con vật nhát gan này rồi. Tay to nè. Gì hả? Dù sao cũng chết, hay ta lèo đánh nhau với nó đi, biết đâu sẽ thắng nó. Thôi đi, để cho nó ăn thịt đi. Chứ đánh nhau lỡ nó cào rách cả người, chó xấu lắm. Đúng là con gái mà, để mình nghĩ cách. Sao? Giờ hai đứa nhà ngươi, ai muốn chết trước? Nghĩ ra cách gì chưa? À, mình có cách rồi. Ăn thịt ta trước đi. Được lắm, ngươi cũng anh hùng đó. Khoan đã. Sao, sợ chết rồi à? Ta đang phân vân một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn trước khi chết phải làm một chuyện gì có ích. Đừng có đòi hỏi nữa. Chuyện có ích đó là ta muốn giúp ngươi. Giúp ta? Ta là bác sĩ, ta muốn chữa vết sẹo trên mặt của ngươi, để ngươi là con sói vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, đi rình mồi mà không phải bịt mặt như vậy nữa. Ngươi làm được? Tất nhiên rồi. Thôi được, nếu ngươi chữa được vết sẹo đáng ghét trên mặt của ta, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Nhưng ngươi phải làm theo điều ta dặn. Được được, làm gì ta cũng đồng ý. Vậy bây giờ ta bắt đầu thôi. Làm liền đi. Nhanh đi, nhanh đi. Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ cắt đi vết sẹo của ngươi. Đau lắm. Ngươi yên tâm, với tay nghề của bụng bự này thì không hề đau. Thật không? Không tin ngươi cứ hỏi tay to bạn ta xem. Đúng đó, bụng bự là một bác sĩ rất giỏi. Chính bạn ấy đã nói cho tay của ta to như thế này đó. Ngươi có thấy đẹp không? Nhưng ta sợ. Thôi được rồi, ta có cách này. Cách gì? Ta sẽ chói ngươi vào gốc cây để cho ngươi khỏi cử động. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ta. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không sợ gì cả. Được đó, được đó. Để mình giúp. Xong rồi. Tốt lắm. Giờ mình làm gì nữa bụng bự? Mau đi, mau đi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ừ, đúng rồi. Ê, hai người đi đâu vậy? Sao không chữa vết sẹo này cho ta? Con chó sói ngu ngốc kia, ngươi đã bị tụi ta lừa rồi. Thì ra hai người gạt ta. Ngươi đúng là con chó sói ngu ngốc mà. Mình về thôi bụng bự. Ừ. Ta thoát được sẽ xé xác hai người ra. Hình như chân mình bị vướng gì á. Đâu? Chỉ là sợi dây thôi mà. Ừ. Ý, hình như là sợi dây chó sói mà. Hả? Để ta xem, lần này hai ngươi còn trò nào để dở ra hay không. Làm gì bây giờ hả bụng bự? Có một cách. Cách gì vậy bụng bự? Cháy. Vậy mà cũng là cách đó hả? Ta sẽ bắt được hai người cho mà xem. Hai bạn làm gì mà chạy dữ vậy? Chó sói đó mày. Chó sói? Chạy đi Đơm. Chó sói rượt. Sao hai bạn lại chạy như vậy? Không chạy như vậy thì chạy làm sao chứ? Đơm có cách sao?
Chó sói rượt mình không được chạy như vậy mà phải chạy nhanh hơn. Hả? Ta sẽ bắt được hai người cho mà xem. Mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi, ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy bụng bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa đếm. Đâu? Viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. Cũng may là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Cái gì? Hả? Ba mẹ ơi, con không bắt khủng long ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba, con bắt khủng long kêu nữa. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba? Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm, rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Dạ bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah. Ủa, răng cá voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lạ ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Hãy
ta là hải tặc bò tót. Các người mau vào cùng cái giời đó cho ta. Mắc cười, mặc đồ hải tặc mà đi thuyền thúng. Kệ ta, thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các ngươi không giao con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các ngươi. Được, vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại. Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đi ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình trả bé cá voi về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không ổn công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây?